thưa quý các bạn uh, những quả dâu tây chín mọng như thế này uh, trước đây thì không ai nghĩ rằng có thể trồng ở trên mảnh đất Na Hang được uh, mạnh dạn dám nghĩ dám làm chị Giang uh, sao ở tổ năm thị trấn uh, Na Hang uh, đã đưa cây dâu tây vào trồng và đã mang lại nguồn thu nhập khá cao uh, cũng như là tạo điểm đến cho du khách khi đến với huyện vùng cao uh, Na Hàng này uh, uh, vâng uh, chào chị ạ uh, chị uh, sao ơi chị có thể cho biết là uh, cây dâu tây này mình uh, đưa vào trồng thì đã được lâu chưa Uh, thứ nhất là bởi vì uh, ở Na Hang ấy, người ta cây dâu tây thực ra rất là ít được uh, trồng trong thực tế. Ấy. Và nông nghiệp thì uh, chúng tôi ở trên vùng Hồng Thái thì có trồng, nhưng mà tôi cũng rất là tò mò không biết là ở cái vùng Na Hang ấy thị trấn trấn Hang thì có thể trồng được cái cái loại cây này hay không. Nên là tôi đã bắt đầu thử nghiệm từ năm 2016 với vài gốc dâu thôi. Nhưng đến uh, năm ngoái là năm 2018 thì tôi bắt đầu thử nghiệm với 500 mét vuông ở trên mặt đất nương nương trồng ngô thì uh, tôi thấy là về uh, cái khả năng nở hoa và cho quả của nó khá là tốt nên năm nay tôi mạnh dạn mở rộng cái uh, diện tích lên khoảng 3.000 mét vuông và năm nay với cái uh, kỹ thuật tốt hơn với sự chuẩn bị tốt hơn ấy, thì tôi thấy là về cái hiệu quả uh, kinh tế nó cũng tốt hơn hẳn so với năm ngoái trước đây thì chị có học chuyên ngành gì về nông nghiệp không và chị có thể cho biết là trồng để được những quả dâu tây chín mọng như thế này thì mình có phải có những cái kinh nghiệm như thế nào trong trồng và chăm sóc cây dâu tây thực ra trước đây chuyên ngành của tôi là văn học tôi không có học qua một chút gì về nông nghiệp hết à, với cây dâu tây ấy thì tất cả các thông tin mà tôi tìm kiếm chủ yếu là trên facebook với các cái hội nhóm trồng dâu tây ấy, thì uh, ban đầu tôi cũng rất là tôi cũng rất là e ngại bởi vì là cái cây dâu tây này cũng có thể nó là một cây khó tính rất là nhiều nấm bệnh để để trồng nó được như ngày hôm nay để giữ gìn nó được mà ít nhất không không sử dụng đến hóa chất ấy. thì tôi cũng phải nghiên cứu rất nhiều cũng trả giá rất nhiều và cái cách cây dâu tây thì chăm sóc nó khá là vất vả thực ra là nó không phải là một việc nặng nhọc tuy nhiên ấy thì nó lại đòi hỏi sự tỉ mỉ rất là cao và chị sẽ phải dành rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức để chăm sóc nó từ khi nó còn nhỏ cho đến lúc nó ra quả. Thì khi bắt đầu làm nông nghiệp thì gần như là không có ai tin tưởng mình hết. Cho nên là bắt buộc mình phải thử nghiệm, mình thất bại sau đấy mình sửa chữa lại. Cái điều mà tôi tôi không tôi không cảm thấy khó khăn là một cái chuyện gì nó đáng đáng ngại cả. Cái quan trọng nhất ấy là sau mỗi cái vấp ngã như thế thì tôi đều có những cái kinh nghiệm rất là tốt để thực hiện cái công việc đấy nó tốt hơn sau này À, vâng thưa chị sao à, ngoài cái việc mà phát triển cây dâu tây để nâng cao thu nhập cho gia đình à, được biết là hiện nay thì đối với gia đình nhà chị à, cũng tạo điều kiện cho du khách khi đến với na hàng à, đến vườn dâu tây của mình để trải nghiệm à, sản xuất nông nghiệp cũng như là tận tay à, tận mắt được chiêm ngưỡng nhữ những quả dâu tây trên chính mảnh đất na hàng này à, và chị có, có mong muốn gì hơn nữa trong cái việc là phát triển cây dâu tây này à, để mà tạo một điểm đến thú vị cho du khách khi đến huyện vùng cao na hang À, bởi vì à, thực tế là tôi cũng nhận thấy rằng Na hang là một vùng đất có tiềm năng du lịch rất là lớn cho nên nhưng tuy nhiên là chúng tôi ý, lại thiếu thốn rất là nhiều những cái trải nghiệm cho du khách vì thế cho nên là tôi cũng nghĩ rằng bên cạnh việc mình làm nông nghiệp mình bán các sản phẩm nông nghiệp thì tôi cũng muốn là tạo một cái điểm đến cho du khách để người ta có thể trải nghiệm người ta không chỉ cảm nhận thấy thiên nhiên của na hang rất là đẹp đẽ tuyệt vời con người thân thiện rồi mà họ còn có những cái trải nghiệm tuyệt vời khi đến nơi đây tôi thực ra là rất là mong muốn có thể phát triển các cây cây dâu tây ở trên khu vực này uh, thêm uh, nhiều hơn nữa rất là mong muốn mở rộng diện tích và cũng rất là uh, mong muốn là có thể tự mình phát triển được một farm stay ở tại na hang và chúng tôi cũng có một mong ước nho nhỏ với chính quyền là có thể giúp đỡ chúng tôi cải tạo lại con đường liên thôn con đường vào khu sản xuất để nó để cho cái việc trải nghiệm của du khách được uh, hoàn hảo nhất À, vâng cảm ơn chị hôm nay đã có cuộc trao đổi rất là thú vị về những quả dâu tây chín mọng được trồng trên mảnh đất na hang và chúc chị là ngày càng phát triển nhiều hơn nữa cũng như là tạo cho du khách một điểm đến thú vị